Đây là cái giống quất duy nhất trên thế giới không có vị chua nhé. Đó là cái giống quất ngọt của Đài Loan. Đây là cái dòng thế hệ thứ 3. Nó có ưu điểm vượt trội hơn rất nhiều so với những cái thế hệ trước. Thì đây là những cái ưu điểm vượt trội của cái giống cây này. Nhất là quả to, được kính dao động khoảng tầm 3-5cm một quả. Và khi ăn thì mình sẽ cảm nhận được cái độ giòn, vị ngọt và cái độ mọng nước kết hợp với cái hương thơm từ tinh dầu vỏ quả như này, tạo lên một cái hương vị rất đặc biệt. Đây, để nhà vườn Ngọc Lâm trải nghiệm thử cái hương vị của cái dòng quất ngọt này cho anh chị cùng tham khảo nhé. Mình thấy đây, một cây nó cao khoảng tầm 1,5m vậy thôi đã cho tới hàng trăm quả trên cây rồi. Như quả này nó còn chưa chín hoàn toàn, anh chị để quả nó ngả hết sang cái màu vàng tươi ấy, thì nói thật với chị là ăn không chê vào đâu được anh chị ạ. Những cái giống quất khác ấy anh chị không thể ăn như này được, còn cái dòng quất ngọt Đài Loan này anh chị có thể ăn cả quả luôn đấy chị nhé, không hề vấn đề gì cả, nó không có một tí độ chua nào và ruột bên trong của nó cũng không có hạt đấy chị nhé. Đấy, mình sẽ cảm nhận được cái độ giòn của vỏ quả, hương thơm từ vỏ quả và cái độ mọng nước của ruột quả này đấy, rất là ngọt và mọng nước đấy chị nhé. Và đây là những cây quất ngọt Đài Loan từ nhà vườn Ngọc Lâm nhập khẩu trực tiếp từ bên Đài Loan về. Hiện tại thì bên em có rất nhiều kích thước chủng loại cây khác nhau. Nhiều anh chị có hỏi là có cây giống không và cây giống trồng bao lâu thì có quả. Đây thì trong video này cũng chia sẻ trực tiếp với anh chị luôn. Thì đây là cái giống quất ngọt Đài Loan, cây giống anh chị nhé. Cây giống thì thực tế nó là cây ghép nên là thời gian cho hoa và quả cũng rất là sớm. Tuy nhiên thì những cây này nó còn khá là nhỏ, mình trồng khoảng tầm 5-6 tháng thì mới để cây lôi quả. Còn có những cây choai như này thì anh chị có thể để cây lôi quả được rồi. Đây anh chị có thể thấy này, cây choai nó cao khoảng tầm 50-60 phân, bầu rễ rất là chắc chắn khỏe mạnh rồi. Những cây như thế này thì anh chị có thể để được khoảng tầm 15-20 quả. Đây chị thấy này, quả rất là to nhé, đường kính khoảng tầm 4-5cm. Và cũng một đặc điểm này, hầu hết là trên cây quả của nó sẽ có hình bầu dục. Có một số quả thì nó sẽ hơi tròn tròn một chút. Đấy, còn cái đặc điểm nữa mà anh chị có thể phân biệt giống quất ngọt của Đài Loan này so với những cái dòng quất khác, đó là lá của nó sẽ có xu hướng là hướng lên trời. Đây chị thấy này, lá của nó nhé sẽ có xu hướng là hướng lên trời. Đấy, và cái lá này nó cũng xanh thẫm hơn so với cái dòng quất ngọt của Thái. Nên là mình có thể sử dụng đặc điểm này để phân biệt. Vì là giống mới nên là giá thành nó khá là cao. Nên là bất kỳ đơn vị nào quảng cáo cho anh chị giá thành nó chỉ vài chục nghìn một cây thôi, hoặc là cây to có quả rồi cũng chỉ khoảng tầm hơn 100 một cây thôi, thì em cam kết với chị là hoàn toàn sai dấu của chị nhé. Anh chị mà muốn sưu tầm cái giống quất ngọt của Đài Loan này về trồng cũng khuôn viên gia đình mình thì hãy liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm qua số điện thoại hotline Zalo là 0968 750 386 và 0923916866. Nhà vườn Ngọc Lâm với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển giống cây ngoại nhập, tự tin sẽ cung cấp cho anh chị những giống cây đảm bảo chất lượng với giá thành tốt nhất trên thị trường. Với đội ngũ kỹ sư giàu có kinh nghiệm trong quá trình trồng và chăm sóc thì em sẽ tư vấn và hỗ trợ anh chị để sao cho những cây quất ngọt này sinh trưởng phát triển một cách tốt nhất. Trong thời gian tới thì em sẽ tiếp tục nhập thêm rất nhiều giống cây mới về. Anh chị hãy đăng ký kênh YouTube này để đón xem những cái giống cây mới em nhập về nhé.